Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn claim 1.111.000 tóc cần có kiểu là MBF nè bạn. Hiện tại nó trong chương trình bán hàng giá selfie dưới giá là 22.220 tóc cần dưới giá là 0.01 BNB nha các bạn. Thì bạn nào có điều kiện thì để hold bạn. Thì tóc cần này nó sẽ list trên sàn Bankake Swap vào ngày 25 tháng 5 nha các bạn. Thì còn 15 ngày nữa sẽ list sàn các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn copy phần link Montoco, phần link dự án với phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt dí chút led mình ra nè. Thì để claim được con này thì các bạn điều kiện cần phải có 0.0004 BNB các bạn, khoảng không tới 1 đô nữa các bạn. BNB Smart Chain các bạn, Bet20. Rồi các bạn nhập vào một trap nè, các bạn dán vào người ta các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ nữa các bạn. Rồi, các bạn muốn gỡ xong thì các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn lướt xuống nè bạn. Các bạn có thể mua là 0.01 BNB nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc claim free thì các bạn nhấp vào claim airdrop thôi các bạn. Bấm vào claim airdrop nè. Sau khi các bạn bấm vào claim airdrop thì phí mạng mình phải chịu là 0.00056 BNB. Tốn khoảng 0.3 đô rồi các bạn. Rồi bạn bấm chấp thuận các bạn. Thì những dự án thế này mang tính chắc hên xui lắm bạn. Một khi nó đi sàn giá cao thì các bạn lãi ngay các bạn. Sau khi các bạn chấp thuận xong thì nó đã gửi về cho mình rồi bạn. Để mình dán copy con chắc của nó các bạn. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy link ghép và tra dự án này bạn. Tra thông tin dán luôn rồi bạn dán con chắc của nó vào đây nè các bạn. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Thì con chắc mình có để phần link mô tả dưới video của các bạn đúng không ạ? Thì các bạn lướt xuống nha các bạn. Đâu rồi ta? Mon Photoco nè bạn. Là mình đã nhận được 1.111.000 tóc cần MBF nè bạn. Thì để lấy được link ghép thì các bạn mình hướng dẫn các bạn lấy link ghép các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain của mình tiếp tục lại nè. Rồi các bạn trở về trình duyệt đáp hồi nãy nè các bạn. Thì để rồi các bạn dán cái link ghép của mình vào đây nè các bạn. Bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào một ghép link nè các bạn. Một khi các bạn gửi cho người bạn bè tất cả bạn bè người thân các bạn claim thì các bạn sẽ nhận được 100% tóc cần các bạn. Rồi các bạn việc copy link ghép này nha các bạn. Rồi để mình qua trang BC Scan mình check thông tin nó tổng cung nó bao nhiêu các bạn. Tổng cung của con này thì có 1.000.000 tóc cần, cũng không có cao lắm các bạn, cũng như vừa các bạn. Balance volume chưa có volume giao dịch. Hiện tại có 2.443 holder các bạn. Dự án này khá là nhiều người hold luôn các bạn. Nè, một ngàn nhóc cho nó các bạn. Để mình qua trang Bankake Swap mình check nó giao dịch chưa. Hiện tại nó chưa cho mình swap các bạn. Vào ngày 25 tháng 5 các bạn nhớ cánh vào nó, khi nó list sàn thì các bạn vào sáng các bạn. Có gì mình thông báo sớm cho các bạn các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 1.111.000 tóc cần MBF đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.